Mới đây, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo theo hai đợt để đáp trả vụ Israel giết chết Tổng thư ký Hezbollah Hassan Narala tại Beirut tuần trước và sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas Imel Haniyeh vào ngày 31 tháng 7 tại Tehran. Theo báo cáo của quân đội Israel, loạt 180 quả đạn không gây ra thương vong vì hầu hết các tên lửa đều bị đánh chặn. Iran tuyên bố họ đang nhắm vào ba căn cứ quân sự ở khu vực Tel Aviv. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay lập tức cam kết sẽ trả đũa và nói rằng Iran đã phạm sai lầm lớn và sẽ phải trả giá, trong khi Mỹ ủng hộ đồng minh thân cận của mình. Đừng nhầm lẫn, Mỹ hoàn toàn, hoàn toàn và hoàn toàn ủng hộ Israel. Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng, đồng thời cho biết ông đang thảo luận về phản ứng đối với cuộc tấn công. Liệu Israel sẽ chọn cách hạ nhiệt hay tìm cách đối đầu với kẻ thù lâu năm của mình với sự hậu thuẫn của Mỹ? Mark Owen Jones, một nhà phân tích tại Đại học Northwestern ở Qatar, nói với AI Zaria rằng trong khi cuộc tấn công của Iran đã được cân nhắc cẩn thận để tránh bất kỳ sự leo thang nào, thì phản ứng của Israel là không thể đoán trước. Cuộc tấn công của Iran hôm ngày 2 tháng 10 nhằm mục đích tái lập một biện pháp răn đe vì Tehran không thể tỏ ra yếu đuối trước các cuộc tấn công của Israel vào các đồng minh của mình trong khu vực. Owen Jones cho biết, vậy Israel có thể nhắm mục tiêu tấn công nào? Theo tuyên bố công khai của các quan chức Israel, mọi lựa chọn đều có thể xảy ra. Có thể bao gồm các cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu mỏ và hạt nhân, ám sát có chủ đích vào lực lượng vệ binh cách mạng Iran và các cuộc đột kích chính xác vào các tài sản quân sự. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari tuyên bố Israel sẽ đáp trả bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào và bất cứ cách nào chúng tôi chọn. Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã kêu gọi một cuộc tấn công quyết định vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, các cơ sở năng lượng trung tâm của nước này và làm tê liệt chế độ khủng bố này. Bennet viết trên X sau loạt tên lửa của Iran, chúng ta có lý do chính đáng, chúng ta có các công cụ Bây giờ Hezbollah và Hamas đã bị tê liệt, Iran sẽ bị phơi bày. Khu phức hợp làm giàu Uranium Natan và Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Ifahan là hai trong số các địa điểm cốt lõi của chương trình hạt nhân của Iran. Thành phố trung tâm Ifahan, nơi Israel đáp trả vào tháng 4, cũng là nơi có một số cơ sở quan trọng, bao gồm các công ty quân sự. Tuy nhiên, Việc nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran để phản ứng lại một cuộc tấn công gây ra thiệt hại tối thiểu có thể được coi là không cân xứng. Bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy cũng có khả năng phản tác dụng và thúc đẩy Tehran đẩy nhanh chương trình hạt nhân của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai và lãnh thổ của mình. Cũng mới đây, Biden cho biết ông sẽ không ủng hộ một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Chuyên gia Kriek của King's College cũng chỉ ra rằng hầu hết các cơ sở hạt nhân của Iran đều nằm sâu dưới lòng đất, bên dưới những ngọn núi nó không phải là thứ mà Israel có thể dễ dàng tiếp cận từ trên không, ông nói với AI Zarira. Các mỏ dầu mở và ít được bảo vệ hơn các điểm hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt, có thể là các mục tiêu quân sự thay thế. Việc tấn công vào ngành dầu mỏ béo bở của Iran vào thời điểm chính quyền Iran đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng của người dân về tình hình kinh tế tồi tệ của đất nước cũng có thể mang lại lợi thế chính trị cho Israel nhưng Kriyak cho biết ông không chắc các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở dầu mỏ của Iran có được coi là chính đáng trong mắt cộng đồng toàn cầu hay không khi xét đến bản chất của cuộc tấn công quân sự Iran hôm ngày 2 tháng 10. Các cơ sở căn cứ hải quân Iran và tài sản hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo là những mục tiêu tiềm năng khác của Israel. Bên cạnh thủ đô Tehran của Iran, thành phố cảng Bandabuse, nơi có cơ sở hạ tầng năng lượng lớn và các cơ sở hải quân của Iran là một trung tâm quan trọng. Theo Avid, cũng có thể tiếp tục chuỗi các vụ ám sát có chủ đích bằng cách nhắm vào các nhà lãnh đạo Iran như đã làm với Hezbollah, đồng minh được trang bị tốt nhất và vũ trang tốt nhất của Iran trong khu vực. Theo báo cáo của Reuters, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã được đưa đến một địa điểm an toàn bên trong Iran trong bối cảnh an ninh được tăng cường sau khi Israel giết chết thủ lĩnh Nasrallah. Hãng thông tấn này cho biết Iran lo ngại về sự xâm nhập của các điệp viên Israel, bao gồm cả những người Iran được Israel trả lương và đang đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nhân sự trong số các thành viên cấp trung và cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Về phần mình, Iran, quốc gia cảnh giác với việc bắt đầu một cuộc chiến tranh lớn hơn, đã cảnh báo Israel không được trả đũa. Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, tướng Mohammad Begri cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã chuẩn bị lặp lại cuộc tấn công bằng tên lửa với cường độ gấp bội nếu Israel tấn công vào lãnh thổ của mình. Lực lượng không quân vũ trụ Nga bắt đầu thả bom FAB-3000 gắn cánh lượn vào nhiều vị trí của khu vực vũ trang Ukraine ở tỉnh Cớt. Loại bom này có sức công phá mạnh mẽ. Tập đoàn công nghệ Rostec của Nga trước đó cho biết, FAB-3000 có lượng thuốc nổ khoảng 1 tấn rưỡi và sóng xung kích của nó có thể phá hủy các mục tiêu như điểm cố thủ cỡ trung đội và các cộng sự lộ thiên trên mặt đất. Theo các chuyên gia, sau cuộc tấn công bằng FAB-3000 vào một đại đội hoặc một căn cứ, hầu như không còn lại gì. Đặc biệt, hiện nay loại bom này đang sử dụng trên lãnh thổ Nga, cụ thể là tỉnh Cớt. Ở một diễn biến khác, Cơ quan An ninh Liên bang Nga tuyên bố đã bắt giữ hai điệp viên Ukraine tại khu vực Kaliningrad khi đang cố gắng vượt biên trái phép vào biên giới Lithuania của Nga. Về phía Ukraine, dạng sáng ngày 3 tháng 10, nước này cũng tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái với số lượng có thể lên tới 200 chiếc nhằm vào các tỉnh biên giới của Nga. Tổng số UAV ghi nhận tại các tỉnh Bengorod, Kurt và Bryansk dao động từ 170 đến 250 chiếc. Nga cũng phát hiện UAV ở nhiều khu vực khác nhau, kể cả những nơi gần khu dân cư. Ngoài ra, các UAV đơn lẻ đã xuất hiện tại thành phố Bengrod của Nga, làm dấy lên lo ngại về các cuộc tấn công có thể xảy ra vào nhiều cơ sở hạ tầng của thành phố. Theo ông Alexander Gusev, thống đốc tỉnh Voronezh, vào lúc 2 giờ 21 cùng ngày, lực lượng phòng không đã bắn hạ hơn 10 UAV, không ghi nhận thấy bất cứ thương vong hay thiệt hại nào. Trước đó, vào ngày 2 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Romania nên hỗ trợ bắn hạ các UAV của Nga gần biên giới nước này ông zelensky cũng đề cập đến vụ tấn công mới nhất vào một bến phà của ukraine gần biên giới romania tổng thống ukraine nêu rõ các uav sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự thông thường như bến phà xe tải và một đoàn tàu chở ngũ cốc đồng thời cho rằng nga đang nhắm an ninh lương thực khu vực và toàn cầu ông zelensky nhắc lại lời kêu gọi các đồng minh hỗ trợ ukraine đánh chặn các uav và tên lửa của nga Bên cạnh đó, ông Zelensky gửi lời cảm ơn tới các quốc gia đã hỗ trợ Kiev hệ thống phòng không và khẳng định có thể chấm dứt hành động quân sự của Nga nếu cùng nhau đánh chặn các UAV và tên lửa. Theo báo Anh Guardian, việc Iran phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo tốc độ cao cho thấy mục đích muốn Israel hứng chịu thiệt hại. Cuộc tấn công này bản chất rất khác so với cuộc tấn công đầu tiên hồi tháng 4/2024, khi đó Iran chỉ sử dụng số ít tên lửa đạn đạo, phần lớn là máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Theo ước tính của các chuyên gia, tên lửa đạn đạo Iran bay với tốc độ lên tới 12.000 km/h và mất khoảng 12 phút để tới được lãnh thổ Israel. Iran cũng được cho là sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fata2 với khả năng thay đổi hành trình giai đoạn cuối. Tuy nhiên, phía Israel đã bác bỏ thông tin này. Iran ước tính sở hữu khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo, nhưng đây là thống kê của tình báo Mỹ từ cách đây 2,5 năm. Hiện tại, kho tên lửa đạn đạo của Iran chắc chắn đã lớn hơn nhiều. Theo Guardian, Iran có thể chỉ xem vụ phóng 200 tên lửa là đòn răn mặt vì nước này vẫn bảo toàn hầu hết kho tên lửa đạn đạo tầm xa trong trường hợp xảy ra xung đột toàn diện với Israel. Phóng hàng trăm tên lửa chỉ trong vài phút đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với năng lực phòng không của Israel. Trước đây, Israel chế tạo hàng loạt hệ thống phòng không vòm sắt Iron Dome để đánh chặn rocket do Hamas và Hezbollah phóng. Nhưng vòm sắt không được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Nhiệm vụ này do các hệ thống phòng không tinh vi hơn như Arrows và Davis Link đảm nhận. Vấn đề là Israel không có nhiều các hệ thống loại này, đạn tên lửa đánh chặn cũng rất tốn kém. Israel không tiết lộ số lượng hệ thống Arrow và David Sling trong biên chế. Dựa trên hình ảnh và video do người dân đăng tải, có thể nhận thấy rằng số lượng tên lửa Iran vượt qua mạng lưới phòng không Israel là rất đáng kể. Lần đầu tiên, Israel đã không còn có thể chứng minh năng lực đánh chặn hầu hết các vật thể trên bầu trời. Chưa bao giờ người dân Israel đối mặt với một mối đe dọa lớn như vậy. Ước tính tên lửa Iran đã gây hư hại cho hơn 100 nhà dân nhiều tên lửa rơi xuống đường tạo ra những hố sâu lớn. Theo báo Anh, kể từ sau cuộc tấn công đầu tiên vào tháng 4 năm 2024, Iran đã nhận ra tên lửa hành trình và UAV không phải là vũ khí hiệu quả để tấn công Iran, nhưng tên lửa đạn đạo thì khác. Israel hoàn toàn có thể bị tổn thương khi bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Đây có thể là thông tin giá trị để Iran rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho các cuộc tấn công khác nếu có trong tương lai. Jeffrey Lewis, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Monterey, Mỹ nhận định có vẻ như nhiều tên lửa Iran đã đánh trúng mục tiêu ở Israel, đó là vì Iran đã sử dụng tên lửa hiện đại và tinh vi hơn. Giáo sư Lewis tin rằng Iran vẫn tỏ ra kiềm chế trong cuộc tấn công mới nhất. Mục tiêu chính của Iran là một số căn cứ quân sự Israel, nhưng Israel đã nhận được tin tình báo của Mỹ từ trước và do đó có thể đã sơ tán toàn bộ máy bay và nhân sự. Iran đã mở cuộc tấn công ồ ạt vào Israel, trong đó có cả tên lửa siêu vật âm ta 2 Đây là loại vũ khí mà Tehran từng tự hào tuyên bố có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ. ta 2 là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa siêu vật âm, tức những tên lửa đạt được vận tốc từ Mach 5, 1.717m trên dây hay 6.174km trên giờ trở lên, được phát triển tại Iran loại tên lửa này được tạo thành từ sự kết hợp giữa phương tiện lướt siêu nhanh hgv và tên lửa hành trình siêu thanh hcm có những tính năng độc đáo từ hcm viết tắt của hypersonic crew missile tên lửa siêu vượt âm được viết trên đầu mũi tên lửa Tên lửa Fata-2 bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là tên lửa đầy nhiên liệu rắn Fata, không thay đổi so với phiên bản ban đầu. Phần thứ hai là đầu đạn lượn tách khỏi tên lửa đầy và có động cơ lửa nhiên liệu lỏng. Phần thứ hai là đầu đạn lượn tách khỏi tên lửa đầy và có động cơ tên lửa nhiên lậu lỏng. Hình dạng tổng thể của đầu đạn lượn Fata-2 rất giống với tên lửa Boeing X-51, nhưng điểm khác biệt là cửa hút khí đã bị loại bỏ và động cơ tên lửa được sử dụng thay cho động cơ phản lực dòng thẳng. Vật liệu nổ nằm ở đầu đầu đạn. Tiếp theo là hệ thống dẫn đường quán tính GPS cùng với máy tính chịu trách nhiệm dẫn đầu đạn đến giai đoạn va chạm cuối cùng. Sau hệ thống dẫn đường có một hộp chứa kiếp nổ mảnh màu vàng, tiếp theo là bình nhiên liệu lòng và bình oxy hóa và cuối cùng là động cơ tên lửa. Ở cuối đầu đạn có 4 cánh, hai cánh tạo thành một đường thẳng với đáy đầu đạn và cố định, có nhiệm vụ tạo ra lực nâng. Hai cánh còn lại được thiết kế để thay đổi hướng và có khả năng xoay quanh một trục kết nối với thân. Tốc độ của tên lửa này được một số nguồn đưa tin là Mach 10, 12.248 km h nhưng không rõ tốc độ này có thể duy trì trong bao lâu. Tuy nhiên, có thể cho rằng tốc độ vượt quá Mach 5, 6.174 km h tại thời điểm va chạm. Tầm bắn của tên lửa được một số hãng thông tấn đưa tin là từ 1.500 đến 1.800 km.